chú báo con hãy là hai con chú vừa ra kéo lúa, con ăn có một hồ 3 phút, còn con ăn được hồ rưỡi. Dạ. Cho nên về nghỉ nay được từng đợi, giờ có vô nữa không? Dạ được, rồi nếu vậy là trời nghỉ được cả tuần rồi, vậy chú vô lại bình thường đi, chứ vô lại bình thường. À, nói chung là ở ngoài đó là chú còn tưởng chú ở trong miền Nam hả chứ, vậy là chú chơi là trội ngoài ngoài Bắc phải không? Đúng rồi, chú Sáu ở Tân Quyên nè, Bình Dương nè. Ôi giời, ở Tân Quyên Bình Dương mà chú cũng đá là trội hả? Gà Nội á. À, Gà Nội, thì con Gà Nội mình đá, giờ nãy chú nói đá hồ là đá mấy con gà đòn chứ gì? Đúng rồi. Dạ. Nói chung thì chú cái Sáu, dạ. Chú Sáu lấy hút của Hải vừa rồi, Hải dẫy lên cho C35 với giúp mày đó. Dạ. Rồi, con nhớ rồi, con nghe giọng tưởng trong mày thường chơi gạch cửa không chứ. Rồi nói chung là hai con chú xài cái này thì ăn rất là nhanh này ha. Đúng rồi. Dạ. Giờ còn ba con chuẩn bị đi ra nữa, mà giờ phút cũng còn ít, hãy gửi tiếp cho hai bộ nữa nha. Dạ. À, dạ hai bộ, nhưng mà lúc này nó hết khuyến mãi nghe chú, hai bộ thì 500 nha. Rồi bữa em vừa rồi có khuyến mãi mà chú điện rồi không bắt máy. Có phải là chú ngay lúc chú điện thì cũng có mấy anh em khác đây hiện vô rồi nghe không được. Rồi vậy là để con gửi liền. Rồi. Dạ.